Câu hỏi về các thánh, phần 2, biên soạn Vinh Cưu, phát thanh viên Quỳnh Trần. Câu 1, đây là vị thánh tổ phụ nào? Ngài là con trai thứ ba của ông Adam. Ngài được Thiên Chúa sắp xếp để thay thế cho Abel. Đáp án, tên của Ngài là Seth. Câu 2, vị thánh này quá dễ đoán đúng không bạn? Ông là tổ phụ thứ 10. Ông là người sáng chế rượu nho. Đáp án, đây là ông Noe, người chiến thắng đại hồng thủy. Câu 3, bạn có nhận ra vị thánh tiên tri này không? Tên ông có nghĩa là người đến từ Thiên Chúa. Ông được Chúa gọi 3 lần trong giấc mơ. Đáp án, Ngài là tiên tri Samuel. Câu 4, nêu tên 3 vị thánh trong hình sau đây. Đây là 3 chị em. Họ sinh ra ở làng Bethania. Đáp án, đây chính là 3 chị em Martha, Maria, Lazaro, những người được Chúa Giêsu yêu một cách đặc biệt. Câu 5, đây là thánh tông đồ nào? Ông được Chúa bảo rằng đây là người Israel chân chính, không có gì xảo trá. Ông có tài trừ quỷ. Đáp án, ông là Bartolomeo. Câu 6, bạn có nhận ra vị thánh này không ạ? Ngài được xem là thánh tử đạo đầu tiên của giáo hội. Ông bị ném đá cho đến chết. Đáp án, ông là Stefano. Câu 7, câu này dễ, phải không ạ? Ngài xuất thân từ gia đình giàu có. Ngài là tiến sĩ hội thánh. Đáp án, Ngài là Anton, nhà giảng thuyết bậc nhất mọi thời đại. Câu 8, thánh nữ này khó à nghen. Là vị thánh chuyên giúp đỡ những người nghèo vượt thắng nghịch cảnh. Ngài là người Italia. Đáp án, Ngài là thánh Francisca thần Roma. Câu 9, thêm một câu hỏi khó. Ngài là con của một triệu phú. Ngài là người Mỹ. Đáp án, Ngài là thánh Katarina Rachel, sáng lập dòng các nữ tu thánh thể. Câu 10, đây là một chân phước người Việt Nam chúng ta, bạn nhé. Thầy là học trò của cha Đắc Lộ. Thầy chịu tử đạo lúc còn rất trẻ. Đáp án, đây chính là chân phước Andre Phú Yên, thầy giảng tử đạo. Câu 11, vị thánh trẻ nhỏ tuổi này là ai? Bé là học trò của thánh Gioan Don Bosco. Bé qua đời lúc 15 tuổi. Đáp án, bé là Damian Savio, vị thánh trẻ nhất ở thời điểm được tuyên phong mà không phải là thánh tử đạo. Câu 12, câu cuối cùng bao giờ cũng khó nhất. Bé mất năm 9 tuổi. Bé là người Tây Ban Nha. Bé là đấng đáng kính Maria de Carmen Gondalet Valerio, chết vì mắc bệnh ban đỏ, nhưng được ví như một vị tử đạo.